Năm 2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế sẽ được triển khai để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh. Đây là một trong những chính sách mang lại niềm vui lớn cho mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước. Cụ thể, người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ như sau. Tại bệnh viện tuyến trung ương, 40% chi phí điều trị nội trú. Tại bệnh viện tuyến tỉnh, 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước, hiện nay chỉ được thanh toán là 60%. Tại bệnh viện tuyến huyện, 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người dân có thể bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước. Đồng nghiệp với đó, người bệnh có thể điều trị nội trú ở bất kỳ tỉnh thành nào trên cả nước cũng đều được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh